Khôi Nguyên kính chào khán giả Người Việt TV. Bản tin trưa nay ngày 30 tháng 4 năm 2014 là phần tóm lược các tin chính. Công an ăn hối lộ trước mặt chuyên viên chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc. Ba blogger ở Việt Nam được phong là anh hùng thông tin. Nam Hàn mua hỏa tiễn của Mỹ tăng cường phòng không. Và ngập lụt xảy ra ở nhiều nơi ở Florida và Alabama. Sau đây là phần tin chi tiết. Hai cảnh sát giao thông của tỉnh Đắk Lắk đã ăn tiền mãi lộ ngay trước mặt một chuyên viên của Liên Hợp Quốc chống tham nhũng. Nạn nhân là tài xế lái chiếc xe taxi của hãng Quyết Tiến đã đưa ông chuyên viên Liên Hợp Quốc đi từ phi trường Buôn Ma Thuột đến trung tâm tỉnh lỵ Đắk Lắk. Ông Jairo Acuna Afaro, cố vấn chính sách về cải cách hành chính và chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc, đã chứng kiến từ đầu đến cuối việc hai cảnh sát giao thông thành phố Buôn Ma Thuột đòi tiền mãi lộ một cách trắng trợn. Người phụ tá của ông cố vấn đi cùng trên xe cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn cảnh ông tài xế taxi móc 200.000 đồng, tương đương với 10 đô la Mỹ ra nộp cho hai cảnh sát giao thông mà không biết mình đã phạm lỗi gì. Đã vậy, ông tài xế đã không nhận được cả biên lai thu tiền. Sự kiện trên xảy ra vào đêm 20 tháng 4 năm 2014. Tuy nhiên, mãi đến ngày 22 tháng 4 năm 2014 thì toàn bộ câu chuyện mới được tung lên báo Tiền Phong với tiêu đề mãi lộ trước mặt chuyên gia chống tham nhũng. Chỉ một ngày sau khi bài báo được phát hành thì ông Đại tá Phó Văn phòng Bộ Công an Việt Nam đã ra một văn bản chỉ thị Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk là kiểm tra xử lý thông tin trên. Cuộc điều tra được xúc tiến sau đó đã xác định được danh tính của hai cảnh sát giao thông. Hai người này đã nhận lỗi nhưng cho rằng hành vi nhận tiền mãi lộ là không hoàn toàn đúng như lời kể của viên tài xế taxi. Công an tỉnh Đắk Lắk hứa hẹn là sẽ thông báo kết quả xử lý sự việc ngay trong tuần đầu của tháng 5 này. Nhân ngày tự do báo chí thế giới năm 2014, thì Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã công bố danh sách 100 anh hùng thông tin và trong đó có 3 người Việt được đưa vào danh sách này. Ba người Việt Nam được phóng viên Không Biên Giới chọn là ông Phạm Chí Dũng, ông Trương Duy Nhất và Linh Mục Lê Ngọc Thanh. Có 100 nhà báo, blogger được đưa vào danh sách 100 anh hùng thông tin đầu tiên có tuổi từ 25 đến 75 của 65 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì có 25 nhà báo, blogger được vinh danh. Việt Nam nằm trong nhóm những quốc gia có từ 3 anh hùng thông tin trở lên. Đây là lần đầu tiên thì phóng viên Không Biên Giới đã bình chọn anh hùng thông tin. Phóng viên Không Biên Giới giải thích rằng họ làm điều này nhân ngày tự do báo chí thế giới nhằm vinh danh sự can đảm của các nhà báo và blogger đã hy sinh sự an toàn và đôi khi cả mạng sống của mình cho thiên chức làm nhà báo. Phóng viên Không Biên Giới hy vọng anh hùng thông tin sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho mọi người có khát vọng tự do. Không có quyết tâm của những anh hùng thông tin và những người như vậy sẽ không thể nào mở rộng được tự do. Chính phủ Nam Hàn đầu tuần này đã chấp thuận một kế hoạch mua loại hỏa tiễn phòng không Patriot cải tiến mang tên là PAC-3 của Mỹ để đưa vào sử dụng từ năm 2016 cho đến năm 2020. PAC-3 là loại hỏa tiễn tối tân có thể đâm thẳng vào hỏa tiễn của địch. Theo Bộ Quốc phòng Nam Hàn, thì Seoul chấp thuận kế hoạch cải thiện phòng không, vốn gồm cả việc canh tân hệ thống đánh chặn hỏa tiễn. Chương trình này gồm mua thêm các dàn radar, hệ thống phòng thủ hỏa tiễn và hệ thống điều hành. Chính phủ Nam Hàn để ra ngân sách từ 1.3 ngàn tỷ won, tức là khoảng 1 tỷ 250 triệu đô la Mỹ, cho kế hoạch tăng cường phòng không nhằm đối phó với đe dọa từ Bắc Hàn. Seoul cũng đang cải thiện hệ thống đánh chặn hỏa tiễn của Mỹ, trong khi chờ đợi chế tạo được loại hỏa tiễn cho riêng mình. Thời tiết xấu ở Hoa Kỳ tiếp tục diễn ra khắp khu vực Nam Trung Tây, Florida và nhiều nơi khác trong vùng vịnh Mexico ở Mỹ, với nhiều nơi bị ngập lụt nặng nề vào sáng thứ Tư. Thiên tai khiến nhiều người bị kẹt trong xe, trong nhà, chờ đợi sự trợ giúp của nhân viên cứu nạn, vốn gặp nhiều khó khăn do đường xá gián đoạn, trong khi nhiều người khác phải bỏ xe để đi bộ về nhà. Tình trạng lụt lội tràn lan này là diễn biến mới nhất của thời tiết xấu tiếp tục kéo dài sau khi bắt đầu ở Arkansas và Oklahoma ít ngày trước đây. Có khoảng 35 người đã thiệt mạng trong các trận lốc xoáy xảy ra từ hôm Chủ nhật, vốn trải dài từ Oklahoma cho tới North Carolina. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bản tin trưa nay. Khôi Nguyên kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.